sáng nay ngày 18 tháng 3, tại một số trường ở tiểu học có tổ chức ra lễ hội đọc sách và nhằm khuyến khích các em nhỏ tìm hiểu và đọc một số sách mà các em yêu thích. Bên cạnh đó thì tại ngày hội này còn diễn ra một số hoạt động liên quan đến sách. Các em có thể là tô màu hay là vẽ tranh, và sau khi đã đọc những cái trang sách thì các em có thể ghi nhận lại cảm nghĩ của các em. Và một số hình ảnh này mình muốn gửi đến toàn thể mọi người có thể theo dõi về ngày hội đọc sách tại một trường tiểu học. Và đây là cái bên đấy là một cái nhà thi đấu đa năng. Nơi đây thì các em có thể học những giờ về thể dục thể thao như là
cầu lông, bóng đá, bóng chuyền. Giờ ra chơi thì đa số các em sẽ tụ họp ở nơi đây rất là đông. Và buổi trưa thì nơi đây cũng tận dụng làm cái khu vực ăn uống cho các em.